Xin được mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với âm thanh Michael Audio. Trước mặt các bác đây là dòng đẩy hàng nhập khẩu đến từ thương hiệu của AV Pro các bác nhé. Với một cái model mới nhất của năm nay 2023, AV Pro DH500. Với cái video vừa rồi thì em cũng có test cho anh Khoa ở ngã 8 ô Chợ Dừa Hà Nội các bác nhé. Và chiếc cục đẩy này thì em lại tiếp tục được xin phép toàn thể các bác test cho anh Nguyễn Đình Nam các bác nhé, ở Vĩnh Niệm, Hải Phòng. Thì anh em có trao đổi là anh sẽ nhận qua nhà xe, cho nên là em sẽ gửi theo văn phòng của nhà xe ở Hà Nội về Hải Phòng để anh nhận hàng tại bến xe Vĩnh Niệm các bác nhé. Với chiếc cục đẩy hàng rất là đẹp, với cái thiết kế của năm nay đó là mặt phay màu trước, mặt trước là màu phay các bác nhé, màu đen nhìn rất là sang đó. Có hiển thị thêm các cái thông tin ở bên trong màn hình số này các bác nhé. Thứ nhất đó là chế độ đang đánh, đó là Stel, có nghĩa là chế độ hai kênh riêng biệt các bác nhé, hai volume riêng biệt. Các bác có thể dồn kênh hoặc đánh live tức thời khi màn hình sẽ hiển thị lên ở đây, và các bác gạt cầu bên đằng sau các bác nhé. Ở đây thì đang sử dụng cái độ nhạy là 0.7 các bác nhé, 0.775V, độ nhạy cao nhất và cho ra tiếng chép tơi nhất các bác nhé. Hiển thị thêm đó là về nhiệt độ của từng kênh hiện tại đang ở 29 độ C các bác nhé. Ở đây là một cái mặt kính này, đó hai volume. Với dòng hàng chính hãng thì có cả tem chống làm giả các bác nhé của hãng. Đó, đây là những tem và địa chỉ cụ thể phân phối của HM Audio AV Pro. Đó, tem má các bác có thể check bảo hành điện tử luôn các bác nhé. Các bác đang được cảm nhận với cái chất mộc thực sự hay của chiếc đẩy DH500 này. Hiện tại thì tín hiệu em đang cho từ laptop, đó các bác vừa cảm nhận từ đầu video. Đó, tín hiệu từ laptop chạy thẳng các bác nhé. Đây là hai cái câu. Đó. Đó, các bác có thể
cảm nhận luôn ạ. Đây là hai đường trực tiếp vào đây, Canon. Và ở đây sẽ là phần new trick các bác nhá. New trick thì bên em có tặng kèm. Đây là hai chiếc new trick hàng chất lượng các bác nhá. Các bác có thể chạy gia đình, chạy sự kiện đều được nhá. Và tặng kèm một đôi Canon các bác nhá, một đôi Canon nữa để về đấu nối từ vang xuống luôn các bác nhá, từ vang xuống luôn ạ. Rất là đẹp các bác nhá. Với cái phiên bản này thì đợt này bên hãng đã thiết kế cái kích thước chiều sâu này vào có 40cm thôi, cho nên là rất là phù hợp cho các cái kệ mà hiện tại các bác đang sử dụng các bác nhé. Gắn gọn đẹp. Đây em sẽ thử từng loa để các bác cảm nhận nhé. Chất mộc các bác nhá, chất mộc thực tế của chiếc đẩy DH500 với công nghệ mới nhất hiện tại cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì em sẽ ghép thêm vang, đó cũng là một chiếc vang em cũng chuẩn bị test luôn về Hồ Chí Minh, thì em cũng sẽ đấu nối luôn và mời các bác cùng đi cảm nhận về chất lượng khi mà tính mic lên các bác nhá. Vâng, thưa toàn thể các bác, hiện tại thì em đang phối ghép các bác nhá, đẩy DH500 với một chiếc vang để em test cho các bác khách ở Hồ Chí Minh. Em sẽ mời các bác cùng cảm nhận chất mic cực kỳ hay và thoáng tiếng khi mà đẩy DH500 này xử lý về cái công nghệ mới nhất các bác nhé. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa, tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người, trọn đời thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió vì đâu, nàng đã quên rồi, xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Vâng, thưa với toàn thể các bác, trên cả tuyệt vời các bác nhé. Tính mic cho ra rất là sáng, rất là sáng các bác. Các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận các bác nhé. Cũng khá là nhiều các bác yêu cầu là hát để thưởng thức mic. Thực ra thì với dòng đẩy này bên em cũng làm rất là nhiều các video. Các bác cũng có thể quan tâm nhiều hơn với web của bên em, Zalo và Facebook, cùng một số điện thoại 0977 434 361, là các bác có thể theo dõi được những cái video mà bên em lên các bác nhé. Vâng, em cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã tin tưởng cũng là ủng hộ đến cửa hàng. Và các bác nào có nhu cầu với những sục đẩy hoặc là các dòng thiết bị về karaoke thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434 361. Địa chỉ bên em là khu vực Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.